Bố thí hả? Tại sao ông lại cầu xin bố thí chứ? Ông có tay có chân mà, sao không lo đi làm, tự mình kiếm sống? Ta cũng giống như ông, đều là nông phu, ta cũng phải lao động cày bừa và gặt hái những thành quả do ta tạo ra. Vậy sao? Vậy ông nói thử xem, ông lao động như thế nào? Cuộc đời của ta chính là thửa ruộng do ta cày cấy. Ta tưới tẩm thửa ruộng ấy bằng sự sám hối và thiền định. Còn chân lý vô thường, đó chính là công cụ cày bừa của ta. Mùa màng mà ta gặt hái được đều đem phân phát cho tất cả chúng sanh. Vậy chúng tôi có được thành quả của Ngài thì sẽ thế nào? Người nhận được thành quả ấy sẽ giải thoát ra khỏi mọi khổ đau, chứng được chân lý vô thường, đạt đến cảnh giới niết bàn tuyệt đối. No.